khác các thứ. Cái này nó hỗ trợ cái tinh thần các bạn khi các bạn nói sáng tạo. Thì ví dụ bạn nói thì hard, người ta không hiểu bản thân, phát âm thành im mà người ta nó nghĩa là khác đấy. Thì bạn sẽ dùng từ significant hoặc từ vital hoặc từ great, người ta hiểu được đúng không? Với cả cái hai nữa là bạn tâm hồn thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn là sau này khi mà cái phần đọc tâm hồn nó sẽ có những cái từ đồng nghĩa thì các bạn sẽ nếu biết biết thì làm nó nghe được đấy, riêng cái điều đấy là như thế. Thì đấy là một trong những cách cách học, tức là học từ đồng nghĩa. Tương tự như thế thì các bạn cũng có thể học từ trái nghĩa. Và một cách khác nữa đấy là học theo kiểu như này sơ đồ cây á, ví dụ như là cái cây thân cây là trường học của bạn. Cái này cũng không nhất thiết là bạn phải biết tất cả các từ tiếng Anh, nhưng bạn không biết từ tiếng Anh bạn thắc mắc, bạn tò mò, bạn tìm hiểu từ trường học, trong trường có gì ạ? Có lớp đúng không? Trong lớp có gì ạ? Là một cái nữa là cái bộ vân vân đúng không? Ngoài lớp ra trong trường có gì ạ? Phòng thí nghiệm đúng không? Vân vân như thế các bạn sẽ phát triển cái vốn tiếng Anh của bạn lên dần. Và làm thế nào để các bạn không quên đến những bạn im đấy thì hôm sau bạn sẽ vứt nó đi và cuối cùng thì sẽ không nhớ được cái gì. Bạn sẽ có một cái quyển sổ để học từ vựng, một quyển sổ ngắn gọn để con học như này. Ví dụ như là các bạn tra được một từ, ví dụ như trần nhà, tra được từ hôm sau quên đéo biết, không biết nó là cái gì nữa, thì các bạn được dở lại cái phần này để xem lại. Và cái thứ hai nữa là mình nghĩ là ai học cái gì ở đâu thế thôi, thì không ngừng học hỏi thì các bạn sẽ dẫn đến thành công. Ví dụ như khi ngủ dậy chẳng hạn, các bạn tổng ra các bạn nhìn lên trần nhà, các bạn hỏi trần nhà là cái gì, có thể là ban đầu các bạn không biết cái từ đấy mà gì, khi mà cha bắt đầu bạn luyện tập ở cái ceiling, nhìn xuống cái sàn cái floor đúng không, nhìn mọi cái xung quanh mình, thì bạn hỏi phải lúc nào cũng phải hỏi bản thân mình là cái này trong tiếng Anh nghĩa là gì đúng không. Ví dụ như cái từ mà cảm ơn trước ấy, ở trong cái việc ví dụ nói cảm ơn trước ấy, thì cảm ơn trước nhà thì trong tiếng Anh sẽ nói như thế nào, các bạn về các bạn tra ở Google ấy, cái gì không biết các bạn Google ra hết. Và cái thứ hai nữa là học là mục tiêu như thế. Thế ví dụ như là không biết là các bạn ngày xưa các bạn có dùng cái từ thần tượng ấy, sân tùng em đi TV ấy, các bạn ví dụ như vậy, thì các bạn không phải xa xôi đâu. Ví dụ như đây ấy, chia sẻ thật luôn là thần tượng của mình ngày xưa cũng đang ngồi trong phòng này. Ngày xưa là anh ấy học cao 14 và là lớp trưởng cao 14, và bây giờ thì anh ấy đang là chủ nhiệm của một lớp cao 51 và là đấy chính là anh Thành. Thì các bạn không cần làm nhiều, các bạn mình kiểu gì mình cũng phải được bằng cái anh đấy, hoặc là mình đặt hơn cái đấy, tức là không phải xa xôi quá đâu. Hoặc là các bạn thần tượng bất kỳ một ai đấy, các bạn nghĩ là sàn phải bằng anh đấy hoặc bằng mình phải như thế. Và cái thứ hai nữa là mình biết là ở cái trong chương trình tiên tiến có rất nhiều thầy cô tâm huyết, có rất nhiều các thầy cô. Một điều mà mình luôn muốn là gì, là khi người ta nói với người ta hỏi mà bạn là sinh viên chương trình nào, bạn là học sinh của ai, khi mà bạn nói ra được là khiếp, học sinh của thầy cô đấy mà như thế này rất xấu hổ đúng không. Một cái mà mình luôn cố gắng, tất nhiên là mình cũng vẫn có những sai sót nhiều, nhưng luôn được là mình luôn tâm niệm là đã là thầy cô của, đã học sinh của thầy cô đấy thì không thể nào xấu hổ của thầy cô đấy. Đấy là cái động lực để các bạn có thể học được tiếng Anh đúng không. Và cái tiếp theo mình xin chia sẻ một chút nữa thì đấy là cái phần học từ vựng và cái phần động lực đã gì cho mình đẩy lên cái phần này. Phần tiếp theo là phần nghe. Phần nghe có thể nói là kỹ năng khá là khó, tương đối khó, rất là khó, khá là khó trên những bạn hơn dễ, tương đối khó trên những bạn lớn hơn tương rất là khó trên những bạn không biết gì. Thì nghe làm thế nào để nghe được, các bạn có tin hiểu, nhưng mà từ đấy đến giờ các bạn nghe các bạn có nhớ hết mình nói cái gì không? Mà từ đấy đến giờ nghe có nhớ hết mình nói gì không? Không, các bạn nghe cả cái tiếng Việt các bạn nghe các bạn không được, không bao giờ nhớ hết được cái gì. Đừng nói là đến tiếng Anh, tiếng Anh các bạn không biết được từ trường, các bạn nghe các bạn phải không tập trung thì các bạn đạt không nhớ. Tóm lại nghe thì các bạn phải tập trung, và thường thì các bạn nghe sẽ rơi vào cái tình trạng là ví dụ như các bạn là nghe bình thường nghe chạy không thể sẵn không bao giờ hiểu, cứ bật sắp lên mình biết cái từ đấy tại sao mình không nghe ra đúng không. Có bạn nào bị đến trường hợp như thế chưa? Bạn có chứng nhận chưa?
Bạn có nghe được anh nhiều không? Có, anh nghe được anh. Bạn đã bao giờ rơi vào tình trạng là bạn nghe một cái mà không hiểu khi bạn đặt cái sắp của nó lên ấy, thì bạn hiểu chưa? Theo bạn thì là lý do tại sao? Mình nghĩ quan điểm của mình theo mình thì chỉ có hai cái, ví dụ như là có hai cái mà bạn nghe được. Một cái là gì? Cái là từ mới. Từ mới thì ở đâu cũng có, ai cũng bị bắt gặp là để tiến thiệp. Mình không thật chắc là mình đã tỏ tiến thiệp đâu, thì họ khoảng nói chung là quen với tiến thiệp khoảng 20 năm, bây giờ vẫn có từ mới. Ví dụ như hôm sau mà nghe được một cái từ duy ý chí, không biết cái đấy là gì, tại lên trên mạng trang. Cái thứ hai là một từ mình rất là quan trọng, là từ bắt tim tha. Từ trước giờ mình nghe chưa hiểu đấy là gì đâu. Thì nói chung là từ mới các bạn nghe ở môn ngữ nào cũng thế thôi, bạn là con ngữ mẹ đẻ của các bạn vẫn. Thế nên là không tránh được. Và cái từ mới này ấy, một là nghe các bạn nghe từ mới thì các bạn sẽ không nghe ra. Và làm thế nào để tránh cái trường hợp này thì biến nó thành từ cũ thôi. Tức là ví dụ như bạn nghe không hiểu, bạn sau này bạn thấy mới, bạn học luôn, bạn ghi lại, ghi vào cái quyển sổ và ghi theo cái phân loại như này để cho nó dễ nhớ. Và cái thứ hai nữa là một cái mà bạn phát âm cái từ, ví dụ từ sinh nhập ấy, cái lỗi thứ hai là cái lỗi mà bất lý sinh nhập, ví dụ cái từ này nó là gì? Từ sinh bản phát âm này. Ready. Chắc là mình nghĩ là pretty. Pretty. Chắc là rất tốt là biết cái từ này. Ví dụ như giả sử, bây giờ giả sử mà các bạn phát âm cái từ này không phải pretty mà các bạn phát âm là pretty, thì chắc chắn không bao giờ bạn nghe được, đúng không? Nếu như bạn phát âm là pretty thì không bao giờ bạn nghe được từ này. Và làm thế nào để tránh được cái tình trạng mà không bị phát âm sai như thế? Thì chỉ có từ điển Anh nhá. Chỉ có cài từ điển Anh vào của máy. Từ nào mà biết cũng có thể tra, mà không biết cũng có thể tra, thì các bạn quan niệm luôn là cái này là mình học ở chỗ cô Thắng, các cô Thắng dạy mình. Những cái từ mà mình nghĩ là mình phát âm đúng rồi, hóa ra có lẽ phát âm sai. Cứ vẫn nên đi kiểm tra những cái từ mình biết rồi ạ. Kiểm tra lại xem mình đã phát âm đúng chưa. Ngay cả thứ hai là những cái từ mới các bạn có nhận nghe theo từ điển, phát âm từ công bố, tự phát âm từ công bố, tự ra tự tặng từ điển của mình, thì các bạn chỉnh âm theo cái từ điển Anh đấy, thì các bạn sẽ cải thiện được cái này. Và cái từ điển mà mình đang dùng là từ điển Longman. Tất nhiên là các bạn có thể đài Webster hoặc là đài các cái khác. Còn nếu như các bạn nào muốn có nhu cầu cái từ điển này bằng máy để dùng thì có thể tìm đến gặp mình, hoặc là các tổng của anh chị khóa trước này có thể biết được. Và cái lợi thế của cái từ điển này nó không những mà nó cho cái tiếng Anh mà còn cho cả những cái từ tục nghĩa như thế. Và cái là phần trong tác phẩm của mấy phần mình hỏi cái tác phẩm của mình đang thi thôi, là cái chương trình nghiên cứu là có mấy phần, rất có 4 phần đấy không? Thực ra các bạn nên biết là mình đang ở đâu, mình làm cái gì. Thì mình thấy là các bạn có vẻ chưa tìm hiểu, đúng không? Càng ngày như thế Duy nói, mình công nhận là không lao đầu ngay vào trong phố, không lao đầu ngay, nhưng không có nghĩa các bạn không biết gì về nó. Các bạn phải tìm hiểu là xem là cái sân nghe có phổ dậy làm ở trên dậy mấy kỹ năng, có 3 kỹ năng thôi, là kỹ năng gì? Nghe, thứ phát này, nghe này, đọc. Kỹ năng nào khó nhất ạ? Nghe thì mình vừa chia sẻ rồi, nếu như bạn có nghe như thế thì chắc chắn sẽ dễ. Và mình nói thêm, mình nói thêm một chút, nghe cái gì để cho hỏi phải là chán với lại cái kiểu thật sự mà nói. Từ trước đến giờ mình đi học thì mình không thích cái kiểu là thầy cô bắt cái gì phải ghi gì chỉ nghe không đâu, để mình làm thì mình cảm thấy nó bó buộc, mình không thoải mái. Thì mình nghe cái gì mình thích vào lúc nào mình thích, tức là các bạn sẽ thấy thoải mái thì các bạn nghe, chứ không phải là cứ phải là 5 giờ
sáng mới nghe hay là 7 giờ tối mới nghe, lúc nào cảm thấy đầu óc thoải mái thư giãn thì nghe. Và nghe cái gì tốt nhất, các bạn nên xem phim, một cái series phim ấy, thì nó sẽ nói được một cái chủ đề nào đấy, một cái chủ đề nào